Chuyển sang các thông tin về thị trường hàng hóa. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1 tháng 10 thì sắc xanh chiếm áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới, đẩy chỉ số MXV Index tăng gần 1% lên mức 2.223 điểm. Trên thị trường cà phê thì sau phiên khởi sắc đầu tuần, giá hai mặt hàng bất ngờ quay đầu suy yếu khi mà Arabica đánh mất gần 2,3% xuống 5.823 đô la Mỹ một tấn. Robusta cũng giảm gần 1% về mức 5.445 đô la Mỹ một tấn. Theo MSV thì chỉ số đô la index tăng vọt 0,41% trong phiên ngày hôm qua đã tạo áp lực chính khiến cho giá cà phê đi xuống. Và còn trên thị trường nội địa thì ghi nhận trong sáng nay ngày mùng 2 tháng 10, giá cà phê tại Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ dao động trong khoảng 120.800 đồng đến 121.800 đồng một kg. Như vậy là giá cà phê trong nước đang đi cùng chiều với giá cà phê thế giới khi mà giảm tiếp 500 đồng kg so với ngày hôm qua.